tên ta lên tên ghê tên ghê tên ta tên tên ghê tên ghê tên 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 ghê 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 tên ghê. Ôi các bạn ơi, mình đang ngủ phê nhưng ngồi trên ngọn đu đủ thì mình bỗng lại mơ thấy con tên ghê tên ghê tên ghê. Thật là ám ảnh cuộc đời qua đi. Đến ghẹ mà đến đây á, ta cho cắt nắp phi khói đỏ ra ngủ ngất ngay con gà tây khỏi kêu tiếng ghe luôn. Đúng đúng. Tên ta lên tên ghe tên ghe tên ta lên tên ghe tên ghe. Ôi giời ơi. Lại là tiếng ghe ở đâu đây ta? Lêu lêu tiếng ghe ở đây nè. Ốc dám cho na anh cay thật đấy các bạn à. Em làm gì ai hả? Sao đến nhà anh tiếng ghe? Đố anh bắt được em không bắt được làm cỡ. Cay đấy. Ôi anh bảo anh có cái này hay cho em này. Gì? Tiến ghe rất là thích cái này luôn. Đây, đứng yên đây, đây. Tiến ghe thích bông hoa. Trốn wow. Trốn Việt Nam. Gì vậy? Gì vậy? Nó bắn ghe vào mông. Bắn vào mông chạy đây. Tiến ghe. Ui, nó bay theo luôn. Cái gì vậy? Trốn Việt Nam. Này, đi tiến ghe này. Ôi, nó bắn ông xuống sông rồi các bạn ơi. Tao tiếp tục bắn. Ôi, nó không thay. Trời ơi! Trôn Việt đây? Nam! Đấy người ta gọi là trôn Việt Nam đấy không ạ? À? Gì? Mẹ quý thành trốn, mình phải chạy đây! Buồn cười các bạn ạ! Leo, nó mất tích rồi đúng không? Nó đâu? Làm gì thấy đâu? Nó ngu quá, nó trôn xuống dưới đất rồi. Đấy người ta gọi là trôn Việt Nam đấy không ạ? À? Anh chỉ biết ở đây cho em thôi. Người ta đã có những con quái vật Smiling Crystals ở trong Minecraft rồi. Anh ở đây cho em không biết đằng nào. Mấy người đấy tạo ra mấy cái con quá là cùi bắp luôn hôm nay á. Ốc thế cả anh sẽ tạo ra những con quái vật trong Puppy Playtime phần mấy là phần 3 chúng ta vừa chơi xong trên kênh Bê Cô Thành TV đấy. Bê Cô Thành chỉ được cái bốc phét này cho miếng thịt ăn đi. Người ta gọi anh là gọi gì? Nhà phát minh vĩ đại tài ba. Wow, nhà phát minh có cái đầu bị thần kinh. Thần kinh cái đầu em ấy. Đợi anh một xíu nha, anh sẽ chế tạo ra những cái con quái vật trong Puppy Playtime phần 3. Đảm bảo thả ra giống hệt 100% và đảm bảo là hết hồn con trồn. Ốc có gọi là chạy mất dép luôn. Chả sợ đâu, ốc có kiếm Nigel này. Đến đây đấm luôn. Đấm luôn thì Nigel chỉ làm mất thì giờ. Rồi đợi anh một xíu nha các bạn. Anh sẽ đi nghiên cứu và chế tạo. Ốc đứng đây đợi anh nhá. Ok. A few moments later. Tiện. Dog Day. Đấy, xin giới thiệu các bạn, đây là phiên bản gọi là Dog Day cực kỳ đáng thương. Ốc đâu nhỉ? Anh bảo ốc đợi ở đây mà chả thấy ốc ở đâu. À, anh bảo ốc đợi ở đây thì ốc lại trèo lên ngọn cây làm gì đâu ơi. Nghe tiếng ngủ ngáy khò khò hay là tiếng bò kêu đấy ta? Dậy đi. Cái đồ ốc suốt ngày ngủ trên ngọn cây thế này, đến treo ngọn cây ngủ luôn hả? À, Bê Quy Thành đánh ốc các bạn ơi. Anh tẩn em không chơi phân nào kêu gà thẩm thiết. Các bạn đều biết bây giờ rõ ràng là hẹn anh ở đây lại lên ngọn cây đi ngủ. Tất cả là bởi vì anh kém thông minh đấy Bê Quy Thành ạ. À, anh chế tạo quá là lâu nên em anh ngủ 10 giấc rồi. 10 gì? Nhìn thấy gì đằng xa xa kia không? Ôi Dog Day. Dog Day phiên bản bị giam đúng không? Đúng đúng. Dog Day phiên bản bị treo lên cây. À nhầm, treo ở đây. Để em nghĩ chỗ này xem nào. À, nó bị đứt người đây này. Ờ, đứt người giấu ở trong Puppy Playtime phần 3 chưa? Quá uy tín luôn. Nhưng mà đây anh đang cho nó lơ lửng. Đúng ra là chúng ta phải gắn nó vào tường. Nhưng mà thôi. Ờ, đúng rồi. Hoặc là phải gắn nó vào đầu Bê Quy Thành. Gắn vào đầu anh thì anh thấy đầu con chó à. Cày đấy nhỉ. Được rồi, bây giờ là anh cho ông những cái con phiên bản gọi là anh còn nâng cấp nó lên luôn. Đâu? Ông nhận ra những người bạn này không? Chào bạn này. Bạn ấy chả thèm chào ốc. Bạn cắn ốc hẹo luôn. Cười xỉu luôn các bạn ạ. Ốc ơi, em lấy ra mấy người dân làng nè. Để test độ sức mạnh của con này của anh. Con này của anh mạnh lắm. Đây là những bạn Smiling Crystals. Nhưng mà ở trong cái khu trò chơi liên hoàn đúng không? Bạn này là bạn gì? Bạn voi. Elephant. Búp ba, búp bê, búp bô. Bê Quy Thành có biết đâu mà. Đấy, rồi em thả những người dân làng đây nhá. Đây con thứ hai, đảm bảo ốc nhìn thấy sẽ nhận ra ngay. Và các bạn cũng nhận ra ngay, đây là phiên bản của con Dog đây. Ở trong cái đường ống á. Đây này, nhìn thấy chưa? Đấy, cu te hột me chưa ốc?
Đây là phiên bản khi mà nó chưa biến thành quái vật ấy, cute này cơ mà. Ờ đúng rồi. Đâu trứng dân làng đâu em. Ôi giời ơi, quá cùi luôn. Chúng ta chỉ cần bấm vào đây, chúng ta kéo xuống thấy hình quả trứng, chúng ta kéo xuống chúng ta thấy ngay trứng dân làng. Quả trứng đấy. Đây anh thả đây cho em quả trứng dân làng này. Đây lấy đi, nhặt đi. Chân kia kìa. Sao em lại không lấy được trứng nhỉ? Vì em quá cùi bắp, em không biết chơi Minecraft. Đây dân làng đây các bạn ơi, dân làng đây nè. Thấy chưa, nó sẽ chạy xuống, nó thèm thịt người dân làng lắm rồi. Hai con nào sẽ là hình như là đốc đầy đã chiến thắng. Con này gặp đất ăn luôn. Gặp đất mà. Đấy quá là buồn cười luôn. Đấy là con chó chứ. Thật đây là con gì ốc, giống ốc nè. Đây là con Piggy. Thật là Piggy không ấy. Con heo đấy. Heo con này... gì? Heo gì? Ôi bên mình chế tạo lôi. Heo gì mà mũi dài thế này? Đây là con voi mà. Ê nhỉ. Ôi giời ơi. Sao lại là mũi dài vậy? Thôi một lớn thế anh làm hơi lỗi tí thôi. Thế đây còn con gì? Đây vẫn là cái con đi voi thôi. Sao con nào cũng mũi dài thế nhỉ? Không phải đâu. Ở trong những người bạn đấy thì người bạn nào cũng mũi dài hết. Không phải. Mình phải chế tạo tất cả thành voi rồi các bạn ơi. Chết rồi hỏng rồi. Lấy một con nhân bản ra nhiều con tô màu thôi. Rồi. Thế đâu thì còn con màu xanh đâu? Vẫn là con voi. Voi đâu? Con này là con Hopi. Con này là con voi. Nếu không phải con voi thì nó là con elephant. Hopi ở trong cái đường ống ấy, dọa chúng ta phải gọi là làm gì hả ông? Phải chạy trốn. Phải bắn súng ánh sáng, bắn tay ánh sáng vào. Còn con gà đâu? Đây con gà đây. Con gà gì? Ôi giời ơi, con gà rừng ý à. Con gà rừng. Bên cái này đúng là tào lao. Một phiên các bạn ơi. Không phải đâu, giống mà đúng không bạn, giống. Những người bạn. Ok được rồi, con này không giống, anh chuyển sang con khác. Mình còn, chả bao giờ tin Bê Quy anh Thành. Anh còn đây. Đây còn tivi đây này. Đấy ạ. Đâu? Tivi ấy. Tivi thì sao? Tivi chả sao. Nó có cuộn băng ấy nhé, vào đây là xem băng đúng không? Đúng rồi. Ui em biết rồi, cuộn băng này nói về công cuộc phát minh cực ngu của Bê Quy Thành. Này anh đấm vào phát tivi ra hẳn con Huggy luôn. Đâu? Em cũng đấm mà nó có ra đâu. Đây này. Bạn ơi, đây nó vừa mới chiếu mới có. À đây rồi. Yeah. Tuyệt quá. Em làm sao mà biết được. Đây anh cho em xem này, em đấm vào đây đi này. Đấy đấm vào đây. Ê! À, nó thổi lỏng quá. Ui ui kinh vậy. Ui kinh quá các bạn ơi. Ui. Giống hết chưa? Lại bảo không giống đi. Ui kinh quá. Ôi trời ơi. Ôi ôi vồ hết vào đây luôn. Ăn thịt hết luôn. Dân làng nè, dân làng em bé nè. Không, nó thích bắt con này hơn không ạ? À. Anh làm giống như này còn gì, kinh như này còn gì nữa. Ờ đúng đấy, con này thế dưới nước mà không đánh nhau nữa à? Đâu, con chó để ngáo để bơi đến để nó đập cho phát. Ngu thế nhỉ. Rồi, con này nó hơi ngu rồi các bạn ấy. Giờ thấy con Huggy phiên bản này mặt kinh rồi. Quá kinh luôn, quá giống hệt luôn. Ốc đập vào, ốc tí. Ui, nó kêu phát, anh nghe thấy không? Ừ. Chút quẹo rồi các bạn. Kêu đấy, kinh nhiều, lại bảo không kinh. Rồi, chết. Ui, chết to rồi. Kinh quá các bạn ơi, nó bế ra gà lên rồi. Ui giời ơi, lại bảo không kinh. Nhìn nó chạy như thế này, kể cả ở ngoài đời thật các bạn nhìn này, các bạn còn ngất trên nền đất luôn. Đúng. Thế còn con khác thì sao? Chế tạo liên thiên được, có đúng cái con này trông còn giống. Ôi, đừng có đi qua mồm em. Ghê thế này, ui giời, ghê chưa. Đây người ta gọi là bình thường. Nhìn này này, những phiên bản nâng cấp đảm bảo sẽ khiến ông hết hồn luôn. Đây, ví dụ như ra đây, ra xa xa chỗ này đi. Hoặc là con kia nó ra nó cắn chết thì con của anh mất. Đấy chưa? Ra đây đằng tít xa xa, chứ có phải ở đằng gần đâu nha. Đây. Đây là con gì? Con dog đây. Ok, nãy nhìn thấy con này rồi còn gì? Quảng cáo lại. Đây, con này, phiên bản nâng cấp của con heo. Đây mới là con heo nè. Cái mồm nó rộng quang quắc ra và nó rất là mong muốn mọi người ăn nhiều. Nó kêu gì ốc? Nó kêu là Bê Quy Thành ngu chi. Nó phải kêu là gì ốc? Kêu lại đi. Kêu ô đi. Đấy, ốc kêu đúng ốc là con heo các bạn. Đúng là con heo luôn đấy. Nhưng mà con này không ăn người dân làng à? Con này là người tốt mà anh nâng cấp. Đây là phiên bản nâng cấp của con heo để nó giống như kiểu con cắt nắp với cả là con gì, con dog đây đó. Thế đâu? Còn những con khác đâu? Đây chính là con... Tên. Eo, con này vẫn giống như con vừa nãy.
Nhầm là, nhầm. Là con voi nhưng mà lại màu con pony. Nó cắn con này nằm vật rồi. Ôi giời, con to thua con bé. Trời ơi, nó về nó quy phục con dog đây kìa, thấy chưa? Quy phục dog đây, quỳ xuống luôn. Được rồi, để anh kêu tất cả nào. Kêu đi. Ok. Trời, con này không kêu được luôn, mất. Ui. Sao kêu dog đây thành thế này nè? Kêu phát nó rụng xuống đất và bây giờ thử thả thẳng người chất làng cho nó bò không? Đây giống như thật, thế này còn gì nữa. Ui, kinh thật. Sau khi thả dog đây xuống thì dog đây sẽ lập tức đuổi theo cắn tất cả mọi thứ. Nó cắn người dân làng ấy. Gọi là cực kinh luôn mà. Dân làng em bé kia mau chạy đi. Chạy. Ui, nó đuổi rồi. Hỏng rồi, nó đuổi rồi. Chạy làm sao được. Mổ cho chết quẹo luôn. Đấy, thấy chưa, thấy giống nhá. Nhưng mà những con khác thì sao? Anh chưa thả cho em đúng đây, nào. Con voi làm lại nhá. Đây, con voi ấy. Voi phiên bản giống đọc như kiểu Canada luôn. Đọc đây hay là con voi của anh ấy chiến thắng ấy. Giống con voi chưa? Ui, gì đây? Con voi chết toi rồi. Con voi chết toi thành ngồi kiểu này à? Con nó chết toi, nó ngồi kiểu này các bạn ơi. Ơi, cười xỉu luôn các bạn ạ. Hai con dog đây gặp nhau, đang đánh nhau bên anh ơi. Dog đây đánh nhau à? Đây. Ôi giời, ra đây nhìn nè. Ui. Hai con dog đây. Gì vậy? Hai mấy con này bên anh sáng tạo ra nó ngu thật các bạn ạ. Quá ngu ấy, kệ nó như nó tự đánh nhau nhưng mà giống như thế này còn gì nữa. Nếu các bạn thấy thế anh Minh Hoàng làm giống thì các bạn cho anh 100 điểm luôn nha. Rồi. Ok. Rồi được rồi, anh kêu cái hết mà. Không có gì đâu bạn nào. Một phát chết hết. Đấy, có cái gì đâu. Rồi đi theo anh ra đây, còn rất nhiều con hay ho luôn đây nè. Đây, bình tóm. Đâu? Đây là con gì hả ông? Mommy lóng lét, con này cũ xì rồi. Cũ xì nhưng mà nó vẫn rất là đáng yêu và cu tia hột me. Nó bắt ốc về làm con cho nó kìa. Con lâu đi, ốc lấy ngay bông hoa đánh luôn. Đánh luôn. Trông con này đi buồn cười quá. Nhưng mà giống mà đúng không các bạn? Đây rồi, bây giờ chúng ta đến với con này. Pony đây rồi. Đấy à, giống chưa? Giống hết 100% luôn. Nó có đánh người dân làng không nhỉ? Anh nâng cấp nó thành như kiểu là con cắt nắp này, nó cũng sẽ to to, thân hình nó phải như vậy. Chứ còn mấy con bé bé bây giờ là quá là bình thường luôn các bạn. Đâu ấy? Điệu không? Bạn này rất thích vẽ tranh này. Đi thật là điệu nhá. Giày còn gọi là chân còn mọc lông nhá, chân còn đi bốt nha. Hả? Sao lại chân đi bốt? Đây là lông của nó thôi mà. Anh quảng cáo thế cho nó oách chứ mà. Ôi trời ơi. Ôi mấy con này hiền lành bên Thành ơi. Thế còn đây là... Là gì? Là dog đây. Ôi giời. Dog đây hiền mà, dog đây nè. Dog đây đi bộ nè. Dog đây rất hiền nè. Con nào nó khác không? Có con này, Hopi. Thì cat nap đâu? Cat nap bình tĩnh, cat nap... Cứ đánh nhau rồi kìa. Phải đánh nhau xem đứa nào mạnh hơn. Trời ơi. Xem đứa nào mạnh hơn, các bạn đoán thì mình chọn xem đứa nào mạnh hơn. Rồi. Trời, nó ngất luôn, nó nằm vật ra đây rồi. Rồi lại đến, có vẻ dog đây rất là chùm đấy các bạn nha. Mấy con này không có tuổi đánh với dog đây. Vì dog đây là gì? Leader. Đúng rồi. Ui, nó ra đánh mommy lọng lét luôn à? Lọng lét đi vào rừng. Lọng lét. Thấy chưa? Thấy lọng lét phát điên chưa? Thấy chưa? Thấy lọng lét phát điên chưa? Đừng bảo lọng lét hiền nha, lọng lét mắt sắp rơi ra ngoài kìa. Lọng lét đang vả nhau với con chó cụt người. Ốc đoán xem con nào sẽ chiến thắng. Dog đây chiến thắng ấy. Ôi trời, cứ vả này lâu thế nhỉ. Sao không con mommy lọng lét không lấy tay ra quẳng phát nó bay qua ngọn núi bên kia là xong rồi. Nó không biết đánh bởi vì nó là man phát minh của anh, nó cực ngu mà. Cực ngu cái gì? Đấy là chưa được thông minh thôi chứ không phải là cực ngu. Rồi bây giờ đến với những phát minh gọi là vĩ đại hơn. Đó là đâu? Cái con mà ốc cần tìm nhất. Can nam đâu? Không, chưa đến, phải xem con này trước đã. Mình thích can nam. Nhưng đây là bạn gấu này có rất là nhiều tình yêu các bạn ạ. Tình yêu đeo trái tim ở ngực kia đây, thấy không? Thấy rồi. Tình yêu chứ không bao giờ nó đeo cái tai đâu, còn vảnh vảnh nha, thấy không? Anh làm đẹp nên còn gì nữa. Nó đi ra còn ngoãi mông, cái đuôi ra còn lắc. 10 điểm luôn, không có nhưng. Nó còn vừa vẫy tai đấy. Vẫy tai được mà, đấy, thấy không? Vẫy tai vẫy đuôi luôn. Ăn thì đâu? Nè. Ăn thì đâu, nó chê. Nó bảo thì có hôi thối. Bình thiếu. Rồi bây giờ chúng ta đến với... Đây là phiên bản... Kissy đi cùng ai nhỉ? Kissy đi cùng Missy. What the hell? Ôi giời ơi, Kissy, Missy là một con Kissy. Kissy đi cùng Poppy. Ôi giời ơi, Kissy đi cùng Missy. Ông đúng gu si rồi các bạn ạ. Chơi game nhiều lú đã đài, đúng không? Đúng rồi, wow, đáng yêu quá.
chuẩn bị đi thang máy đúng không các bạn? Bạn cầm đèn pin nè. Đấy, 10 điểm anh làm quá giống luôn. Cầm cả đèn pin nhá, uy tín nhá. Không lại bảo anh cái này không làm đèn pin cho nó nhá. Ok. Đấy, quá đẹp luôn. Cái này các bạn phải cho anh 100 điểm không có nhường. Ok rồi. Bây giờ chúng ta đến với ai nhỉ? Ai mà dạy học nhỉ? Cô giáo. Tên cô giáo là gì? Miss Delight. Đúng rồi, lên đây. Miss Delight cực kỳ đẹp trai, dạy em học môn toán. Cô giáo sao lại đẹp trai? Ai là ông đây à? Cô giáo thì biết đâu cô vẫn đẹp trai. Đây, đấy rồi, đấy rồi. Ôi, cô giáo nói gì vậy? Ở đâu quả rơi qua, đập cho nó vang. Ôi, ôi. Ui, cô giáo lấy chùy xiên nông dân làng. Cô giáo thì hơi ngáo. Cô giáo chỉ biết ôm bụng thôi, cô giáo không biết làm gì nữa rồi. Ai bảo cô xiên nông dân làng gì à? Đấy, thấy chưa? Các bạn để ý nha, đây là toàn bút chì cắm vào đây nha. Đúng rồi. Cực kỳ ghê luôn. Bây giờ anh thử kêu cô giáo xem được. Kêu cô giáo được, chắc là được. Ôi dồi ôi, cô giáo biến thành phiên bản quái vật à? Không, cô giáo vẫn thế, cô giáo lại không bước đi rồi. Cô giáo lại hơi lỗi rồi. Cô giáo này lướt trên mặt nước ta như cơn sóng. Cô giáo này trông hơi khuyết tật các bạn ạ. Ủa mặt kính quá, mặt như mặt em á. Gì vậy, mặt như mặt anh á. Rồi bây giờ chúng ta đến với phiên bản trùng cuối. Để cho ốc nhiều cô giáo cho ốc. Không, không học bài đâu. Học bài đi đâu. Không học bài đâu. Không học một tí cô giáo sẽ bắt em. Không, tôi đi trốn trên ngọn cây lắm cô giáo chưa. Trốn ngọn cây à? Trốn ngọn cây và thoát được à? Ô đây này, thấy Poppy và Kissy đang ngồi đây luôn. Ui, ngồi làm gì đấy? Ngồi chơi xơi nước. Ôi trời, ngồi chơi xơi nước à? Ngồi làm gì đây? Đấy, ngồi gãi chân, có bọ, bọ chó ở chân. Mình ngồi với bên cạnh chúng ta kiểu ảnh nào. Chụp ảnh nào. Mặt em thì xấu quá, làm sao đẹp mặt mặt là Poppy đấy. Poppy nhìn anh yêu thương. Úi, anh đẹp trai quá thôi, anh biết đẹp trai rồi, không phải nhìn nó đâu. Mặt em xinh mà. Đâu, mặt em xinh á, trông như em như con thần kinh chứ xinh cái gì. Quả đây có một cái dương, em lấy được một cái quần vàng đây cô Thành ạ. Thôi em chỉ mặc quần đất chứ mặc quần vàng mà. Đây, phiên bản này là phiên bản cực kỳ ngầu nhất và có thể là trùm cuối trong cái video ngày hôm nay. Đoán xem đó là ai? Đó là Úc mặc quần vàng. Không, chính là Catnap. Ui, anh có phiên bản Catnap trơn xương không? Không, chưa làm, hiện đang lỗi tí sửa. Đây này, thấy rồi, trong kinh vô móng vuốt các thứ nhá. Ui, ghê nha. Em nhìn thấy nó có cái đường kéo khóa ở dưới bụng này. Nó đang, ui, nó đánh chắc cô sẽ lắm. Đấy rồi, thôi được rồi, đánh nhau cô giáo làm gì, cô giáo đông lắm, hội của hội nhà giáo thì đông lắm. Đây này, một đoàn đây này. Cô giáo Miss Delight đấy, ghê lắm. Ghê, ông ơi. Ôi. Con gấu nằm vật từ đây đáng thương quá. Thì nó bị hẹo rồi mà. Anh vừa đấm vào nó đứng dậy sao ghê quá. Ôi kinh, nó như zombie vậy. Thôi để anh kêu nó nhá. Kêu hết đi. Đánh nhau làm gì? Chưa kêu hết luôn, bây giờ kêu lần nữa đi. Đánh nhau làm gì? Thế tối tối rồi, kêu hết rồi. Rồi. Ui, Kissy Missy. Ui, ui nhìn này, trên này các cô giáo trên toàn vẫn chưa chết hết đâu. Rồi, hết rồi. Nằm vật hết rồi các bạn ạ. Nằm vật hết rồi. Anh đã kêu Poppy nên bây giờ Kissy Missy đang đi một mình thế này. Kissy ơi, bạn đừng buồn nhé, mình sẽ cho bạn Catnap. Đây, ốc ra đây. Đây, cho phim xem phim bản Catnap lại. Đâu? Nghe nha, anh bảo bây giờ để Catnap này nó kinh hơn thì chúng ta sẽ cho nó ăn thịt con gọi là ốc. What? Hả? À nhầm, con heo ốc. Đây, thử xem có được không nhá, xem thành công nhá. Nó không ăn à? Có. Ăn đi, ăn đi, ăn đi, đúng rồi, ăn đi, ăn đi, cắn đi. Cắn được. Cắn rồi. Nó ăn rồi mà. Ui, ui, gì đây? Chơ xương. Đúng rồi, Catnap chơ xương nhưng hiện tại cái hiệu ứng nó đang bị lỗi các bạn ạ. Nên là nó chỉ hơi thành cục cục này, tí về anh phải sửa lại. Để ý, để ý trong này nhá, nó là cái đầu lâu đi này các bạn này. Đó, anh làm đầu lâu rất đẹp nhưng mà nó bị lỗi này, thế là không hiển thị được, cay thế nhỉ. Ui, em đang chui vào trong em nhìn nè. Cực kinh luôn, cái đỏ đỏ này mà hết á, đảm bảo ốc ngất ngay con gà tây luôn. Eo ơi, kinh thật, nhìn cái đuôi nó như kiểu đuôi bọ cạp chứ không phải đuôi mèo nó rồi. Chỗ này còn có hình đầu lâu đây, anh cố vào nhìn cho các bạn xem có thấy được không ta. Đâu, chỗ này là hình đầu lâu đây này, thấy không, thấy không, để đây. Thấy chưa? Đây, đầu lâu chính người đầy luôn nhưng mà bị lỗi. Nên là chỉ nhìn đến cái mặt với cả nhìn này thôi. Có ăn dân làng không? Ăn chứ, tha gì không ăn. Bây giờ anh ấn kêu nói xem cái chuyện xảy ra nhé ông nhé. Nó lại về bình thường. Sao lại kêu xem nào.
Úi giời ơi, úi giời, nó giật, ôi nó giật chết tôi. Chết tôi, đây là hình dạng của con cá nạp khi bị hy sinh này các bạn ơi. Cực kinh luôn, các bạn lại bảo không kinh đi. Tối om luôn. Người ta gọi là đấy là hiệu ứng hắc ám bóng tối đấy. Mặt nó đâu? Mặt nó đây ông ơi. Đâu? Đây. Hả? Đây này. Đây là mặt nó à? Ờ đây, đào hố xuống thì em nhìn này. Đây, mặt nó đây này. Đấy là chân mà. Đây mà. Đây, mặt đây. Đây. Nghiên cứu khảo cổ chúng tôi tìm thấy một quả hóa thạch cắt nạp chết nhân răng. Kinh quá. Rồi các bạn ơi, vậy trong video ngày hôm nay bên quay đã tạo ra tất cả những nhân vật trong Poppy Playtime phần 3. Và các bạn thấy con nào đáng sợ nhất thì các bạn bình luận ở dưới nhá. Ốc đấm nó làm sao nó cứ bay bay lên kinh quá. Ừ, em có đấm đâu, em đi vào người nó này này. Đi này này. Nó hết bay chưa? Ui đây, bay đi. Tự nhiên đang ấy thấy căng thẳng quá. Và các em bây giờ tụi mình sẽ dùng việc tại đây thôi. Hẹn gặp lại bạn bây giờ sau. Ốc này tặng em chiếc TV mang về để tặng các bạn này. Các bạn nhớ mang TV anh mua này tặng về xem nhá. Muốn xem thì các bạn chỉ cần đấm vào đây phát. Chôn chôn Việt Nam TV hàng chôn Việt Nam của bên Quân Thành gửi đến. Rồi bye bye các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Bye bye. Với sự xuất hiện của Huggy cực kỳ đáng sợ. Bye bye. Bye bye.